Mắt ngọc trong veo hồ Đại Lải, vịn sườn Tam Đảo vọng Thăng Long. Được kiến tạo bởi tâm huyết của các kiến trúc sư hàng đầu quốc tế và Việt Nam, Flamingo Đại Lải Resort được xây dựng theo triết lý sống sang trọng giữa thiên nhiên. Không phải ngẫu nhiên Flamingo Đại Lải Resort được lọt vào danh sách top 10 resort đẹp nhất thế giới. Cũng không phải ngẫu nhiên Flamingo đạt được tới 21 giải thưởng danh giá của thế giới về biệt thự nghỉ dưỡng và kiến trúc xanh. Những tuyệt phẩm kiến trúc đã khiến không ít báo chí nước ngoài phải trầm trồ. Một không gian sống xanh mà con người hằng mong ước, tất cả đều không phải là sự ngẫu nhiên. Bất ngờ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của Flamingo, giáo sư kiến trúc sư George Kunihiro, chủ tịch Hội Kiến trúc sư châu Á, nhận xét Flamingo là một nơi thực sự gây bất ngờ, là đại diện tiêu biểu cho kiến trúc hiện đại, sự phát triển bền vững và nhân văn của Việt Nam. Đồng quan điểm trên, ông Isidro Martinez Costa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiến trúc Lofts, cũng đưa ra ý kiến của mình. Hôm nay chúng tôi đã được tiếp xúc với một đẳng cấp bậc thầy của kiến trúc Việt Nam. Tôi đã học được nhiều kinh nghiệm ở Flamingo Đại Lải Resort. Cách trung tâm Hà Nội chỉ 45 phút lái xe, Flamingo nằm trong vành đai du lịch mà 10 triệu người dân thủ đô có thể tiếp cận nhanh nhất. Những khách hàng với thu nhập cao, mong muốn môi trường nghỉ dưỡng cuối tuần gần gũi và trong lành, luôn coi Flamingo là điểm đến lý tưởng. Khách du lịch lựa chọn Flamingo Đại Lải Resort vì nơi đây có đầy đủ những lợi thế về uy tín chủ đầu tư, cảnh quan, kiến trúc, tự nhiên để trở thành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất, đặc biệt nhất và hấp dẫn nhất. Trải dài trên diện tích 1,23 triệu m2, bao gồm 4 bán đảo, 2 hòn đảo, 10 cánh rừng và 5 quả đồi, 100 triệu m2 núi và rừng thông bao quanh, 5 triệu m2 mặt hồ, bãi biển nhân tạo dài 3 km, 2 hồ trung tâm và suối. Flamingo tạo nên một không gian đa sắc màu với hàng loạt các hạng mục cảnh quan nghệ thuật độc đáo, tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng sinh thái mà ít nơi nào có được. Năm 2016, Flamingo là đối tác đầu tư chiến lược của tỉnh Vĩnh Phúc, biến mảnh đất nên thơ này thành trung tâm nghỉ dưỡng của cả miền Bắc. Khả năng sinh lời được các chuyên gia đánh giá, Flamingo Đại Lải Resort là cơ hội đầu tư lý tưởng với nhiều yếu tố mang tính lợi thế và khác biệt, tính chuyên nghiệp cao, cùng xu hướng dịch chuyển dòng tiền đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng từ biển lên khu vực trung du. Không đơn thuần là khu nghỉ dưỡng, Flamingo Đại Lải Resort được quy hoạch và thiết kế để khẳng định vị thế của một tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hàng đầu với hệ thống dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị Opera Hall, hệ thống nhà hàng độc đáo, các câu lạc bộ thể thao chăm sóc sức khỏe, câu lạc bộ golf Flamingo, câu lạc bộ du thuyền, câu lạc bộ spa, thiền, khu tập gym. Không giống với bất kỳ dự án biệt thự nghỉ dưỡng nào, biệt thự Flamingo có không gian và kiến trúc đạt tới đỉnh cao trên thế giới, mang đến những trải nghiệm thú vị và hoàn toàn khác biệt. Nếu như Hoàng Oanh Villa với cái tên ấn tượng của một loài chim quý thể hiện niềm ước mơ về cuộc sống may mắn và trường thọ, thì Luxury Gold Villa tiêu biểu cho sự sang trọng đẳng cấp, thể hiện qua từng chi tiết thiết kế độc đáo. Nằm trên bán đảo riêng biệt, Luxury Gold Villa một mặt giáp sân golf và ba mặt hướng ra hồ Đại Lải. Luxury Gold Villa được thiết kế theo phong cách mở, vườn trong vườn, vườn quanh nhà, vườn ở mỗi tầng. Luxury Gold Villa tạo ra không gian sân vườn thoáng rộng, tràn ngập sắc hoa. Có thể nói, đây là biệt thự nghỉ dưỡng lý tưởng nhất khi đáp ứng được tiêu chí nghỉ dưỡng sinh thái, kết hợp các hoạt động ngoài trời như sân chơi trẻ em, vườn nướng BBQ. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, chủ đầu tư luôn cam kết coi khách hàng là trung tâm của chiến lược phát triển bền vững. Khách hàng vừa là nhà đầu tư, vừa là những người cùng chí hướng để tạo nên những sản phẩm nghỉ dưỡng đẹp đẽ, đẳng cấp với khả năng sinh lời bền vững và lâu dài. Flamingo chia sẻ với khách hàng tầm nhìn chiến lược và triết lý phát triển bền vững của chủ đầu tư khi quan tâm tới những nhu cầu thiết thực của mỗi con người như ăn sạch, sống xanh, trong môi trường trong lành, được người khác quý mến, nể trọng, được thể hiện bản thân, được khẳng định mình trong cuộc sống. Flamingo cam kết một lộ trình phát triển lâu dài bền vững với sự đồng hành hai bên cùng có lợi với mọi khách hàng. Chủ đầu tư mong muốn mỗi khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận kép khi song hành cùng Flamingo. Đó là một đẳng cấp sống tinh hoa và nguồn lợi bền vững khi sở hữu resort nằm trong top 10 resort đẹp nhất thế giới.